Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở bên xã Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên, thôn Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên, và mình có bắt gặp ở đây một cái vườn lan phải nói là tuyệt vời. Tất cả đều là lan hồ điệp các bạn ạ. Đây là cái kho như kiểu người ta sẽ đóng thành những cái chuyên bán buôn đấy các bạn, và cũng có rất nhiều lan được dựng thành những tác phẩm. Như trước mặt mình đây đang có những tác phẩm lan rất là to và đẹp. Những cái chậu này thì phải nói bên ngoài phải mấy những chậu này bên ngoài thì phải đến cả cả 100 gốc lan đấy các bạn. Đó. Rất là to luôn, những tác phẩm tuyệt vời. Đây là cái dịp cuối năm khi mà mình đang quay video này, là dịp cuối năm. Thì có những tác phẩm này sẽ được bày bán vào cho Tết đây. Là bốn tường hoa, mình nhìn thấy là bốn tường hoa thì bên dưới nên là màu màu hồng, màu tím nhạt, còn màu trắng, màu tím đậm và màu vàng ở trên này. Rất là đẹp luôn. Bên tay phải mình đây thì bên cửa đi vào cũng rất là nhiều và nói là toàn những lan được tuyển chọn rất là đẹp luôn. Ở dịp cuối năm thì riêng ở khu miền Bắc mình thì lan hồ điệp này cũng là một cái loại hoa mà đặc trưng, mà thời gian gần đây là cũng rất nhiều người sưu tầm và chơi vào dịp cuối năm, bởi cái màu sắc của nó rất là đẹp và hoa phải nói là rất là bền. Riêng cái lan hồ điệp này thì cực kỳ bền, cũng phải nếu mà biết cách chăm sóc thì các bạn có thể chơi cái này đến tận khoảng chừng vài tháng, nó còn bền hơn cả hoa và đào và cúc. Và giá thành thì vào cái cuối năm này thì mình nghĩ là nó cũng không phải là rẻ nữa, bởi vì nó đẹp thế này mà các bạn. Góc độ này các bạn hãy nhìn thấy những tác phẩm nó rõ hơn và đẹp hơn, là đẹp. Một chậu như thế này thì mình đang đếm thử là có đâu đó rơi vào tầm khoảng hơn chục cây. Chậu như này hơn chục cây, chắc chậu này nếu mà có rẻ chăng nữa phải 2 triệu. Đó. Đẹp, rất là đẹp luôn. Đây là như kiểu một cái kho, người ta nhập hàng về và người ta xếp vào thành những tác phẩm để bán. Từ đây đến cuối kho các bạn thấy không? Bạt ngàn chỉ là lan và lan, toàn lan hồ điệp. Rất tuyệt vời luôn. Đây còn những màu vàng các bạn. Thế giới toàn phong lan, toàn hồ điệp. Như cái tác phẩm mà các bạn đang nhìn ở trước mặt mình đây là cũng là một trong những tác phẩm mà mình nghĩ là to thứ hai ở khu này, to thứ hai ở trong cái nhà vườn này. Tác phẩm này cũng phải chơi tầm khoảng đâu đó khi cả trăm bông, cả trăm cây luôn đấy các bạn. Đẹp, tuyệt vời luôn. Đến 4 năm tầng hoa luôn này các bạn. Còn đây là một tác phẩm cực kỳ to, vĩ đại mà mình đã quay ở đầu video ấy các bạn. Nhưng ở đầu video có thể các bạn đã nhìn nó không rõ hơn bằng cái góc độ quay này. Cái này nếu mà nói 100 gốc thì mình nghĩ không hết, bởi nó phải đến tầm 150 gốc, bởi vì nó to lắm. Cái tính trung bình ra cái tầm khoảng nếu lên tác phẩm được như thế này rồi nó phải rơi tầm khoảng 150.000 một 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 gốc. Để biết giá thành nó cao như thế nào, nhưng mà phải nói là đẹp, rất là đẹp luôn, nó tuyệt vời luôn đấy các bạn. Cái chậu nó to này các bạn. Đó. Mỹ mãn là vô cùng đẹp. Đây, nhân viên vẫn đang bày tiếp. Đẹp quá ạ. Một cái chậu như này thì thường thường khoảng bao tiền hả bạn? Tùy từng chậu anh ạ. Như cái chậu mà bạn đang đứng lên màu đỏ này thì bao nhiêu ạ? Tím này. Chỗ này chắc phải 5 triệu. Bao nhiêu? 5 triệu.
Thế thì 3,5 triệu. 3,5 triệu. Thế còn cái chậu mà to nhất ở đây mình nhìn thấy này. Cái đấy thì phải một khi đến khoảng vài chục triệu hả? Cảm ơn nhé. 3,5 triệu các bạn ạ. 3,5 triệu một chậu như thế này. Đây, cộng nghe này là 3,5 triệu này. Đã mình bảo 2 triệu nhưng mà hỏi lại cái nhân viên bảo 3,5 triệu một chậu như này. Một chậu này thì đâu đó cũng khoảng chục, hơn chục cành thôi. 3,5 triệu. Thế thì cái chậu ở ngoài kia thì như bạn ấy nói cần khoảng 60-70 triệu. Ừ, một thế giới thanh lan. Ở trong kia thì còn những cây mà họ đây, còn những cây mà họ chưa xếp thành tác phẩm. Mình không tiện đi lại quá nhiều bởi vì họ cũng giới hạn mình ấy. Họ sợ rằng không phải họ sợ mình làm vào ấy làm mất cái hoa của người ta, mà họ sợ là mình sẽ va vào những cái cây của người ta, cho nên là nó sẽ hỏng đi. Mình sẽ thử len lỏi vào ha. Rồi mình đi gần vào trong bởi vì ban nãy cũng có hỏi thì chị quản lý ở đây cho phép vào quay thì mình dám quay. Rất là đẹp luôn. Đây các bạn. Chọn cái này thì chắc phải tầm 10 mấy triệu. Tuyệt vời. Các phẩm ăn thì nghệ thuật. Trong này thì còn rất là nhiều luôn. Bên nhiều luôn cả này. Thì bán này mình nghĩ là phải tầm khoảng 150 một cái chậu này, một cái ngông này. Ok thì quay đến gửi đến các bạn những cái sắc xuân trong cái dịp cuối năm này. Rất là nhiều lan gửi đến những người mà yêu phong lan. Một cái không gian tuyệt vời những người dành cho những người yêu lan. Cũng chúc các bạn kiếm được nhiều cây phong lan cho gia đình vào dịp cuối năm để các bạn có những cái được hưởng chọn những cái đam mê của mình dịp cuối năm một cách đẹp nhất các bạn nhé. Thì nhìn những cái tác phẩm như thế này các bạn có hút hồn không? Đó là cực kỳ đẹp luôn. Đây là một không gian phải nói là cực kỳ tuyệt vời dành cho những người nào mà đam mê về phong lan. Đó. Những tác phẩm cực kỳ to. Cực kỳ to luôn và dành chọn mùa và dành chọn mùa Tết. Đây các bạn cũng có thể thấy này, đây là thôn Khúc Phụng Công, Phan Giang, Hưng Yên. Tuyệt vời. Ok vậy thì sẽ xin được dừng cái video này ở đây và chúc cho tất cả những người yêu phong lan có được nhiều cây phong lan đẹp vào dịp cuối năm các bạn nhé. Và nếu các bạn thấy video hay, cây đẹp, xin cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có thêm những động lực quay những cái video tiếp theo đẹp hơn gửi đến các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.